vì sao năng suất lao động của Việt Nam quá thấp trong khu vực Đông Nam Á. Năng suất lao động thấp sẽ cản trở tiến trình hội nhập toàn cầu. Đây là cảnh báo của các chuyên gia kinh tế khi so sánh tiềm năng sản xuất của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 16 tháng 2 đưa tin năng suất lao động theo giờ của Việt Nam thua cả Philippines, Indonesia. Bản tin cho biết dù tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua, song năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều các nước trong khu vực. Tờ báo Việt Nam Express loan tải thông tin về năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang rất thấp, thua cả Indonesia, Philippines. Trong báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới cho biết, theo số liệu của Tổ chức Năng suất Châu Á, APO cho thấy, năm 2020, giá trị sản xuất mỗi giờ lao động của Việt Nam chỉ đạt có 6,4 đô la so với 14,8 đô la ở Thái Lan và 68,5 đô la ở Singapore. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý, chiếc chìa khóa mà Việt Nam cần nắm chắc đó là tăng trưởng năng suất lao động. Công bố của Ngân hàng Thế giới kể trên hoàn toàn phù hợp với đánh giá của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, công bố vào năm 2023, được truyền thông nhà nước đưa tin. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á hiện nay chỉ cao hơn có Campuchia, Myanmar và Lào. Cụ thể là năng suất lao động của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cao hơn Campuchia 2,4 lần, hơn Myanmar 1,6 lần và hơn Lào có 1,2 lần. Một câu hỏi đặt ra là vì sao năng suất lao động của Việt Nam lại thấp đến như vậy? Có phải sức làm việc của người lao động Việt Nam kém người lao động Singapore đến 15 lần hay không? Chuyên gia kinh tế tài chính cấp cao, ông Bùi Kiến Thành, hiện là cố vấn cấp cao của các tập đoàn kinh tế kinh doanh lớn tại Việt Nam, đã giải thích như sau. Đó là cái năng suất lao động, mỗi đầu người làm ra được bao nhiêu sản phẩm để so với sản lượng đầu người Việt Nam thì nó thấp hơn là bao nhiêu. Ví dụ, một công nhân Việt Nam sử dụng một cái máy trong một tiếng đồng hồ có thể sản xuất ra được 100 sản phẩm ốc vít. Trong khi đó, cũng cùng cái đầu như nhau thì một công nhân Singapore có thể sản xuất gấp 15 lần. Sự khác biệt đó là năng suất lao động. Lao động Việt Nam trên một dây chuyền sản xuất hiện nay. Theo giới chuyên gia, năng suất lao động của Việt Nam khi so với Singapore có sự khác biệt rất lớn. Đó là do công nhân Việt Nam chưa được đào tạo bài bản, cũng như chưa được đầu tư máy móc phù hợp và điều kiện làm việc không theo kịp Singapore. Việt Nam gặp rất nhiều hạn chế so với các nước khác như điều kiện lao động, trình độ lao động, trang thiết bị máy móc, vân vân. Trong đó, hai yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất đó là trang bị công nghệ, trình độ và năng lực của người lao động. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển của Việt Nam trước đây, đã xem lao động giá rẻ là một lợi thế trong cạnh tranh. Đến nay đã thấy rõ điều này là một sai lầm lớn, bởi vì yếu tố quyết định đến doanh thu và lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp chính là năng suất lao động, mà trình độ tay nghề là yếu tố quyết định. Do đó, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng yếu tố tổ chức quản lý, cải cách thể chế chính là lý do dẫn đến sự tụt hậu về phát triển. Theo đó, điều Việt Nam cần phải làm là cải cách thể chế, cải cách bộ máy, nghĩa là nhà nước làm những việc mà đích thị nhà nước làm mới có hiệu quả và cần thiết. Còn các lĩnh vực thuần túy thương mại như sản xuất bia, nước ngọt v.v. thì nhà nước nên thoái vốn để đầu tư và tư nhân hoạt động có hiệu quả hơn nhiều. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay, để giải quyết bài toán về tăng năng suất lao động, theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp cần phải xác định mô hình sản xuất cho phù hợp, hoàn thiện giá trị sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và quy trình công nghệ, cũng như cần nâng cao ý thức kỷ luật, thái độ làm việc nghiêm túc cho người lao động. Sinh thời, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng có câu nói rất nổi tiếng khi nói về Việt Nam là nếu có vị trí số 1 Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam, nhưng thực tế đến nay vị trí số 1 ấy thuộc về Singapore. Điều đó cho thấy trình độ, năng lực và tầm nhìn của lãnh đạo quốc gia có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc đưa một đất nước phát triển thịnh vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin vì sao năng suất lao động của Việt Nam quá thấp trong khu vực Đông Nam Á.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Quên chuyện tứ khoái của dân và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam. Nhu cầu không thể thiếu của mỗi con người bình thường trong cuộc sống hàng ngày được gói gọn trong khái niệm tứ khoái. Bách Khoa Toàn Thư Mở Wiki đã định nghĩa như sau. Tứ khoái là khái niệm về đề cập đến bốn loại khoái lạc của con người, bao gồm ăn, ngủ, lam tinh và bài tiết. Khái niệm đơn giản này đã có từ ngàn đời nay, vậy mà tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km đã đưa vào khai thác gần một năm hoàn toàn không có nhà vệ sinh cũng như các khu dịch vụ cần thiết cho các tài xế và hành khách. Suốt 200 km cao tốc mới từ Dầu Dây đến Vĩnh Hảo không có trạm dừng nghỉ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 15 tháng 2 đưa tin cầu thang vượt rào tạm dừng nghỉ bất đắc dĩ trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Bản tin cho biết suốt 200 km cao tốc mới từ Dầu Dây đến Vĩnh Hảo đã đưa vào khai thác từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay vẫn chưa triển khai các trạm dừng nghỉ. Những ngày Tết vừa qua trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc xuất hiện những lỗ rào bất đắc dĩ, thậm chí có nơi làm luôn cầu thang sắt vượt rào để tài xế và hành khách trèo qua hàng rào cao tốc vào khu đất của người dân để đi vệ sinh không đồng. Các tài xế và hành khách lưu thông trên tuyến đường này cho biết đi xe trong thời gian từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có trạm dừng nghỉ và các dịch vụ cần thiết để giải quyết nỗi buồn là nỗi khổ lớn nhất khi qua đoạn đường này. Hai bên cao tốc xuất hiện nhiều nhà vệ sinh không đồng để phục vụ hành khách cũng như các dịch vụ cần thiết khác là điều tất yếu. Nguyên tắc của kinh tế thị trường ở đâu có nhu cầu, ở đó xuất hiện dịch vụ. Phải chăng do nền kinh tế thị trường của Việt Nam bị gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, nên đã xảy ra tình trạng bất hợp lý này? Theo điểm 3, điều 26 luật giao thông đường bộ vào năm 2008 quy định rõ, người điều khiển xe cơ giới di chuyển trên đường cao tốc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. Nhưng lưu thông trên một chặng đường dài tới 200 km, việc hành khách có nhu cầu chút bầu tâm sự là điều không thể tránh. Đối với du khách nước ngoài thì càng là điều không thể chấp nhận được. Và vì không có trạm dừng chân buộc các xe tham gia lưu thông phải dừng giữa đường để giải quyết vấn đề cá nhân nên rất nguy hiểm. Được biết ngành giao thông vận tải vướng mắc trong khâu lựa chọn nhà thầu nên chưa triển khai được các công trình, trạm dừng đỗ xe và các dịch vụ cần thiết. Dự kiến đến quý 1 năm 2025 mới có thể đưa các dịch vụ này vào khai thác và sử dụng. Khi dừng nghỉ để đi vệ sinh, hành khách phải trèo lên chiếc cầu thang bằng sắt trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, một trò nực cười tại Việt Nam. Công luận đặt câu hỏi là vì sao khi các công trình phụ trợ chưa hoàn tất, lý do gì mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép đưa vào khai thác tuyến cao tốc kể trên? Phải chăng do bệnh thành tích nên họ đã quên hay không thèm nghĩ tới nhu cầu bài tiết của con người? Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc nói với phóng viên Báo Thanh Niên rằng đây là câu chuyện hy hữu chưa từng gặp. Theo đó, người dân địa phương thấy nhu cầu ăn uống, vệ sinh của tài xế và hành khách đi trên đường cao tốc là thực sự bức thiết nên họ nghĩ ra cách làm này. Trên mạng xã hội có ý kiến phụ họa cho biểu quyết vừa trên, dẫn ra lại câu chuyện vui vì lý do vì sao không cần có khu vệ sinh trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Chuyện rằng trong một buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp khoa thiết kế kiến trúc, một sinh viên thiết kế mẫu biệt thự đẹp 5 tầng khép kín nhưng lại không có khu vệ sinh. Ban giám khảo thấy lạ liền hỏi lý do tại sao. Chàng sinh viên trả lời, tầng 1 dành cho các cháu nhà trẻ và mẫu giáo, các cháu đi vào bô nên không cần khu vệ sinh. Tầng 2 dành cho các quan tham, bọn này chỉ biết ăn chứ không có nhu cầu bài tiết nên không cần. Tầng 3 dành cho các nhà giáo viên, lương quá ít, không đủ ăn nên không có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh, khỏi phải xây. Tầng 4 thì dành cho sinh viên vốn nghèo, mỗi lần về nhà leo lên đến tầng 4 cũng sạch ruột rồi, vậy nên không cần. Còn tầng 5 bố trí cho văn nghệ sĩ ở,
giới văn nghệ sĩ có ăn, có bài tiết nhưng toàn lấy chất thải để tấn công lẫn nhau. Vậy xây để làm gì? Đó là lý do một tòa nhà 5 tầng vẫn không có toilet ở Việt Nam mà vẫn ổn. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thì vẫn hàng ngày giao giảng đạo đức và bắt người dân cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó có liên quan gì tới việc khi các công trình phụ trợ chưa hoàn tất như Bộ Giao thông Vận tải vẫn cho phép đưa vào khai thác các tuyến cao tốc như Vĩnh Hảo, Phan Thiết? Công luận thấy rằng lãnh đạo của một quốc gia không cần phải giỏi về mọi mặt, nhưng cần phải tầm nhìn để sử dụng các nhân sự có chuyên môn và tài giỏi để điều hành công việc một cách hiệu quả nhất. Đã đến lúc giới lãnh đạo Việt Nam vì sự tồn vong, phát triển và thịnh vượng của đất nước cần lắng nghe và học hỏi để hành xử một cách văn minh tốt hơn. Mà câu chuyện về tứ khoái là một vấn đề tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quyền chuyện tứ khoái của dân và tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.